Ý niệm tự lực là gì? Là người khơi dậy ý chí tự thân. Ý chí con người là vô hạn. Người có niềm tin vào chính mình là người biết sử dụng bảo bối sẵn có trong tâm thức của mình. Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ phương pháp kỳ diệu giúp bạn thay đổi chính bản thân của mình và thậm chí thay đổi cả người thân của mình, giúp họ mau lành bệnh hay là bớt đi nóng tính. Bạn chỉ cần thành tâm và tin vào chính bản thân mình là có thể làm được. Một cô gia chủ ở nước ngoài vốn là người có tâm lý lo lắng, cô vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình gần 30 tuổi đang bị trầm cảm và ăn uống khó chịu. Với sự trợ duyên của Khải Toàn, ngày qua ngày cô phát nguyện, phát tâm ăn lành đến với mọi người. Mỗi lần cho con ăn uống, cô phát nguyện vào thức ăn, dùng năng lượng từ bi của người mẹ truyền vào thức ăn, cho người ăn được ăn vui. Sau một thời gian, hai mẹ con cô đều có tinh thần tốt hơn rất nhiều. Con người vốn có hai phần chính, thân và tâm. Những người thiếu may mắn về thân, thân tuy không lành lặn, thân bị khiếm khuyết nhưng có ý chí của họ rất mạnh mẽ, họ có thể tự làm được những việc, làm được rất nhiều việc mà người lành lặn không thể đạt được. Tính tâm và ý niệm mạnh mẽ tự tâm có thể tiêu trừ mọi loại bệnh tật. Vấn đề là mỗi ngày bạn tiếp xúc với ai, bạn tiếp cận với người tiêu cực hay gặp gỡ những bậc thiện tri thức. Vấn đề là bạn có đủ niềm tin để tu tâm dưỡng tánh hay không. Con đường chân thiện, những lời thiện lành không khó để nghe được hàng ngày. Việc còn lại, bạn có cơ duyên và đủ phước duyên để khai ngộ hay không. Tính tâm là phương thuốc kỳ diệu nhất. Thuốc thang chỉ có hiệu lực khi tâm lý của bạn tin vào nó. Cũng giống như khi bạn đi khám bệnh, nếu bạn tin tưởng vào vị bác sĩ khám cho bạn, niềm tin hết bệnh của bạn rất lớn. Đó là do tâm ý của bạn có sẵn niềm tin. Với những người bệnh nặng, không có phương thuốc đông y hoặc tây y nào có thể cứu chữa, bác sĩ dùng phương cách này. Bác sĩ cho người bệnh một phương thuốc tạm và dùng lời thiện lành để trấn an họ, kể cả nói với họ đây là phương thuốc tốt nhất hiện nay, nếu uống kết hợp với tâm lý thoải mái sẽ mau lành bệnh. Những lời này giúp người bệnh cảm thấy mình có nhiều niềm tin. Khi người bệnh đã tìm ra bệnh, trên tay là những viên thuốc đúng bệnh. Cầm những viên thuốc này uống vào với tâm lý tin rằng mình sẽ mau hết bệnh. Quả thực rằng chính tâm lý này giúp họ sớm khỏi bệnh. Vẫn có nhiều trường hợp dù ung thư giai đoạn cuối vẫn có thể sống khỏe mạnh rất lâu sau đó. Đó chính là do tính tâm, do tâm của họ có niềm tin mãnh liệt. Niềm tin này vượt mọi ranh giới của bệnh tật mà khoa học biết đến. Khi con cái hay cha mẹ bệnh, bạn có thể dùng phương pháp trên, nhắn nhủ rằng đây là vị bác sĩ tốt nhất, đây là những loại thuốc tốt nhất. Họ gia tăng niềm tin vào phương thuốc họ sẽ uống. Có một phương pháp vô cùng kỳ diệu bạn có thể thử nghiệm, đó chính là khấn nguyện. Khi bạn mang thức ăn thức uống cho người thân của mình, bạn có thể nguyện vào, hồi hướng cho họ. Ví dụ bạn rót một ly nước, chí tâm nguyện vào ly nước, cầu trời khấn Phật, con dùng tấm lòng thành, dùng chút công đức này cầu mong cho con của con uống vào mau khỏi bệnh, uống vào tâm tánh sẽ bớt cáu gắt và tinh thần an lạc. Đó là cách bạn dùng chính sự thành tâm của mình để khấn nguyện vào vật chất, truyền năng lượng an lành của mình vào vật chất hay người thân của mình. Những năng lượng này tuy là vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn. Nếu bạn là một Phật tử đã từng biết qua kinh Dược Sư, vì sao khi đọc kinh Dược Sư sẽ mau khỏi bệnh? Vì sao kinh Dược Sư phải chí tâm? Hay nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ trước khi tụng niệm? Dược là thuốc, dược sư là thầy thuốc. Bạn có niềm tin vào thầy thuốc sẽ mau lành bệnh. Rửa tay hay súc miệng sạch sẽ đại diện cho sự sạch sẽ. Sạch sẽ sẽ không có vi khuẩn. Lấy lòng thành của mình khấn nguyện cho bệnh tật mau tiêu tan. Dù bệnh từ thân, bạn thành tâm thì vẫn có thể chữa được. Tâm an tịnh tức thân liền an tịnh. Giả dụ khi bạn gặp một ai đó, họ lạc quan yêu đời,
gặp người cởi mở tốt bụng. Bạn cảm nhận họ, ở họ có một nguồn năng lượng rất tích cực, luôn vô tận. Cảm giác rất phấn khởi, dù chỉ cảm nhận về xúc cảm, vì mắt thường không thể thấy được. Có người bán tính bán nghi về phương pháp khấn nguyện kỳ diệu này, họ thắc mắc liệu có hiệu nghiệm hay không. Các nhà khoa học đã thử nghiệm cho 2 ly nước lọc. 2 ly nước lọc đều nghe nhạc, 1 ly nghe nhạc êm dịu, 1 ly nghe nhạc kích động. Kết quả thu được từ năng lượng từ 2 ly nước hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn có thể lên Google tìm hiểu thêm. Tính tâm, ý niệm là quan trọng nhất. Người có niềm tin là có sức mạnh mãnh liệt. Những vị gia chủ đến nhà Khải Toàn trò chuyện về thiền hoặc là phong thủy, nhất là những vị đang đau khổ vì một vấn đề nào đó mà chưa thể tháo gỡ. Cuối buổi trò chuyện, khi ra về, tâm lý của họ hoàn toàn thoải mái, khác lúc ban đầu. Giống như việc họ vừa cởi một chiếc áo phiền muộn thay vào một chiếc áo an lạc. Thật ra Khải Toàn không có thần thông gì cả. Tiếp nhận hoàn cảnh, dùng tâm thành và năng lượng của Khải Toàn kể cho họ nghe những câu chuyện phù hợp với phiền não của họ, những phiền não họ đang vướng phải. Lẽ dĩ nhiên trong tâm ý của những vị này sẽ tự khai ngộ, tự thay đổi góc nhìn và trạng thái. Từ phiền não sẽ chuyển hóa thành tiêu trừ phiền não. Bỗng dưng một ngày nào đó, tự dưng bạn ngộ ra một việc mà bấy lâu nay tâm của mình luôn phiền não. Khi bạn vô tình lướt mạng xã hội hay nghe pháp thoại, tức là trong tâm của bạn có sẵn chủng tử giác ngộ. Bạn có sẵn cái nhân, duyên khởi là xem hay nghe được đúng việc, tự khắc sẽ được khai sáng. Những gì đáng sợ nhất với con người? Con hổ hay con chó dữ, dù đáng sợ cỡ nào cũng không đáng sợ bằng con ma, bằng những thứ vô hình, phải không? Những thứ vô hình, những thứ trong tưởng tượng luôn làm ta sợ hãi. Tâm của ta có thể vọng tưởng ra hàng tỷ sự việc. Khi buồn thì tưởng tượng những sự việc đầy phiền não, khi vui thì ảo tưởng về những sự hạnh phúc. Chính vì vậy, khi tâm ý con người ở trạng thái tích cực, khi con người tin vào bản thân mình có thể làm được những việc phi thường, lúc ấy con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Để đạt được trạng thái ấy, con người cần khai ngộ. Để khai ngộ cần sự tự tu, cần gặp những bậc thiện tri thức, gặp những người có lòng bao dung và trí tuệ. Bệnh tật của cơ thể đa phần là do tâm lý tác động. Khảo sát của những y bác sĩ hàng đầu cho ra kết quả, những người mắc Covid có tâm thái lạc quan có đến 80% cơ hội sớm khỏe mạnh, dù họ không cần bất kỳ thuốc men gì. Những thời điểm đầu của dịch bệnh, khi thuốc đặc trị còn rất hiếm, để trị Covid đa phần họ dùng phương pháp bổ trợ khác. Nhưng việc giữ cho tinh thần an tịnh, lạc quan là điều cần thiết nhất. Chính vì bệnh tật của cơ thể đa phần do tâm lý tác động hoặc từ tâm lý lo âu lo lắng khiến bệnh thêm nghiêm trọng hơn, nên con người cần chỉnh sửa tâm tính. Chỉnh sửa tâm tính của chính mình. Tu là sửa. Nhà dột, nhà hư thì ta tu sửa nhà. Tâm loạn, tâm hư thì ta tu sửa tâm. Giảm tham sân si mạn nghi. Thấy một món đồ quý giữa đường nhưng không phải của mình nên cho qua. Thấy một món đồ thích quá nhưng không cần thiết cũng có thể cho qua. Làm kiếm tiền vừa đủ xài, không cố quá sức, đó là giảm tham. Ai đó tự dưng mắng bạn, ai đó tự dưng vu oan cho bạn việc mà bạn không làm, thậm chí trong gia đình là vợ chồng với nhau nói một câu khó nghe, bạn tự nhắm mắt lại, hít thở vài hơi thật sâu và tự quán tưởng: người vu oan cho ta là người tạo ra thị phi, mà thị phi là cỏ rác. Người thân thương vu oan cho ta nói lời khó nghe là do họ đang ở trạng thái tâm lý khó ở nên phải nhẫn nhịn, đó là giảm sân. Không giữ trong lòng những lời nói khó nghe, không để bụng
những lời từng làm ta tổn thương, đó là giảm si. Thành công trong công việc, làm được những việc người xung quanh không thể làm được nhưng vẫn khiêm cung, không khoe khoang, không cao ngạo, đó là giảm mạn. Thấy người khác làm điều tốt thì chúc phúc, thấy người khác làm điều xấu thì không nghĩ họ xấu, đó là giảm nghi. Giảm được tham sân si mạn nghi, tự dưng tâm sẽ an tịnh. Tâm thanh tịnh, thân tức liền thanh tịnh, là đã đạt đến cảnh giới tâm không phân tướng, là bạn có thể chạm đến niết bàn, tức là tâm của bạn chống vắng đi sự tán loạn, chống vắng đi sự phiền não. Tâm thanh tịnh, thân tức cũng thanh tịnh, dẫu có bệnh cũng dễ dàng tự tiêu trừ. Tính tâm và ý niệm có thể giúp nhục thể của bạn khỏe mạnh. Trong thiền có một phương pháp quán tưởng cơ thể. Khi cơ thể bị đau ở một vùng nào đó, tức khí và huyết nơi này không lưu thông, bị nghẽn lại. Người hành thiền quán tưởng đến vị trí bị đau. Ví dụ ta bị đau ở cổ tay, khi ngồi thiền tâm của ta hướng về cổ tay này, dùng ý niệm yêu thương lên vùng này giúp khí huyết lưu thông tốt hơn và thời gian lành bệnh sẽ mau hơn. Ý niệm của bạn có thể giúp những cơn đau khôi phục lại trạng thái hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không cần dùng đến bất kỳ thuốc men gì. Để đạt được điều này, bạn cần chí tâm và tinh tấn, dùng ý chí của mình nghĩ về những nơi bị tổn thương, ngày qua ngày không ngơi nghỉ, trong tâm thái rất nhẹ nhàng. Nếu tĩnh tọa hành thiền, dùng tâm ý của mình vào chỗ bị đau, một hai hôm không thấy hết đau, bạn cho rằng không hiệu nghiệm. Đó là do tâm của bạn có phần vọng niệm. Dù căn bệnh nhẹ, nhẹ đến cỡ nào cũng cần thêm một thời gian, 1-2 tuần sau, nghiêm trọng thì cần cả 1 tháng hoặc lâu hơn, chắc chắn có hiệu quả. Tâm thành việc sẽ ứng. Ngay khi bắt đầu thực hiện một việc nào đó mà bạn đã hoài nghi, lại còn không tinh tấn thì làm sao có được hiệu quả. Giả dụ bạn định hùng hạp làm ăn với một người nào đó, bạn không tin tưởng người này làm sao có thể kết giao. Nếu bạn chuẩn bị khởi nghiệp, mở một công ty, làm một công việc gì đó, bạn không có niềm tin mạnh mẽ, nghĩ mình sẽ làm được, thay vào đó bạn sợ hãi, sợ thất bại, sợ lỗ vốn, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Vì vậy, việc đầu tiên để thành một việc nào đó ở tương lai là bạn phải có niềm tin mình sẽ làm được. Tâm của bạn vui thì từ trường xung quanh của bạn sẽ tinh khiết. Một gia đình hòa thuận thì tạo ra khí trường rất tốt. Gia đạo có hòa khí sẽ dễ sinh tài lộc. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều có từ trường tinh khiết này sẽ thu hút được những người cùng nhóm. Vì vậy, khi dùng tâm lý trị liệu được các nhà khoa học nghiên cứu và đã chứng minh, điều này không phải mê tín. Bạn hãy nhớ lại xem, khi vừa về đến nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, vừa mở cửa ra bị anh chồng mắng cho một trận vì để nhà cửa bề bộn. Lúc này trong đầu của bạn như cái lò lửa, có thể dành hết sức lực còn lại để khẩu chiến. Nếu bản thân bạn là người nhẫn nhịn tốt, bạn có thể im lặng vào nhà, nhưng suốt tối buổi hôm ấy hầu như bạn rất là bực dọc, luôn đeo một cục tạ, chẳng thể làm được việc gì và cả không thể ngủ ngon. Ngược lại, nếu sau một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng vì công việc, bước vào nhà được nghe những câu "hôm nay em có mệt không? Anh thấy em có vẻ mệt lắm. Hãy tắm rửa nghỉ ngơi rồi một chút mình sẽ ăn tối." Ôi, lúc này bao nhiêu mệt mỏi của bạn đều tan biến. Đó là sức mạnh của tinh thần, dễ thấy nhất ở các bậc làm cha làm mẹ hay là ông bà có cháu nhỏ. Chơi với con, ôm hôn con, thậm chí nhìn con ngủ thôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Được như vậy thì mọi mệt mỏi của bạn đều tiêu tan, đều dễ lướt qua.
Chính vì thế, việc dùng tâm lý trị liệu bệnh là một phương pháp hoàn toàn khoa học. Những lời động viên, những tình yêu thương cho bạn niềm tin rất mạnh mẽ. Nhưng hãy cẩn thận, những điều ấy do tác động bên ngoài, cũng chính những điều ấy, những điều này cũng có thể khiến bạn mất niềm tin. Vì thế, bạn phải có phương pháp. Có Phật pháp hẳn sẽ có phương pháp. Phải tinh tấn tu tập, cho mình một tâm lực rất vững mạnh, thông qua con đường sống thiện, giảm tham sân si mạn nghi. Ý niệm tự lực, tức là bản thân của bạn phải có niềm tin vào chính bản thân của mình, nghĩ rằng sẽ làm được, kể cả những điều không thể. Ví dụ bạn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng nhẫn nhịn và im lặng trong lúc nóng giận để tránh những điều hối tiếc. Giả dụ có người mắng bạn, nhân viên mắng bạn, hàng xóm mắng bạn, về đến nhà vợ chồng mắng bạn. Bạn không tiết chế được cảm xúc, mắng lại và khẩu chiến tranh xảy ra. Sau đó bạn biện luận, nó như vậy làm sao mình nhịn được. Điều khó làm mà làm được mới hay, dễ quá đâu phải là cuộc sống. Bạn nên biết, tức giận là bản năng, nhưng nhường nhịn là bản lĩnh. Nhịn không phải là hèn. Biết nhường nhịn là bậc tri thức, là bậc Bồ Tát. Nhẫn nhịn là một pháp tu, không phải ai cũng làm được. Nếu bạn có cái tánh dễ bốc hỏa, cái tánh ấy của bạn là nghiệp lực từ đời quá khứ. Cái tánh ấy nó cần tu sửa. Bạn không tinh tấn tu sửa, làm sao tâm ý được viên dung. Bản năng của bạn từ sinh thần bát tự. Sinh thần bát tự là do đời quá khứ. Định số ở đời này cho ra kết quả. Từ mệnh của bạn cho ra tánh thiện, tánh ác, tánh lành, tánh dữ. Tánh tham thân si đều có đủ. Nhưng việc sống như thế nào được ảnh hưởng một phần từ sự dưỡng dục của gia đình thời tiền vận. Sau khi trưởng thành, sống như thế nào là do chính bạn quyết định, do tâm của bạn biết chuyển hóa. Tánh là sẵn có, tâm dễ bị động bởi hoàn cảnh. Giả dụ tính dễ nổi nóng, gặp ai đó hay càm ràm, nói lời khó nghe, thế là hai cái duyên gặp nhau, sinh ra cái duyên hành động thái quá trong lúc nóng giận. Vì vậy mới có câu tu tâm dưỡng tánh. Tóm lại, bạn muốn an lạc, bạn phải tu dưỡng tâm tánh. Muốn giảm bệnh tật, bạn phải tu pháp nhẫn nhịn, giúp tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Tâm thân thanh tịnh sẽ chuyển hóa những nỗi khổ thành nghị lực, trở thành người có tính tâm, người có ý niệm mình sẽ làm được. Khi vận khí của bạn suy, yêu ma quấy nhiễu, oan gia trái chủ vây quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh. Chính bản thân Khải Toàn trước đây đã rơi vào cảnh ngộ này, hoàn toàn không lối thoát. Khi vận khí của bạn xấu, không nên vội nhờ phong thủy, cũng chẳng phải cúng kiến gì cả. Càng không thể dùng cách tà ma ngoại đạo để giúp nhanh phát tài hay đoạn trừ phiền não, mà chính là sự tu tập. Tu là chỉnh sửa, chỉnh sửa tâm tánh, giúp người là bồi dưỡng phước duyên. Mất một thời gian, Khải Toàn mới có thể thoát khỏi phiền não. Dù phong thủy thay đổi cuộc sống của Khải Toàn, giỏi lắm 3-4 phần, 6 phần còn lại chính là sự tự tu, sự tu tập, sự sám hối, lòng giúp người đoạn trừ tham sân si mạn nghi. Tự khắc vận sẽ hưng thịnh. Tâm của bạn không an tịnh, bạn chưa tiêu trừ sự chấp tướng. Đừng nói thầy phong thủy giỏi, Phật Bồ Tát có đến độ cho bạn, giang tay đón bạn, bạn cũng không tin. Bạn nói rằng bạn đau khổ, bạn không có tiền nên cảm thấy mình đau khổ. Bạn ước gì mình có thật nhiều tiền. Vậy bạn có chắc rằng khi bạn có nhiều tiền, bạn sẽ hạnh phúc? Khi bạn có tiền nhưng thân lại bệnh, bạn lại ước rằng mong muốn được mình khỏe mạnh sẽ không phải đau khổ.
có thật như vậy không? Mỗi tuần hay mỗi tháng, Khải Toàn nhận không biết biết bao nhiêu lời chia sẻ về đau khổ. Không phải ai Khải Toàn cũng đủ năng lực để khai thị. Người đang đau khổ lại muốn nhanh chóng thoát khổ thì không thể nào giúp được. Người đang đau khổ không tìm phương pháp mà lại đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho số mệnh, thì dù có Phật Đà đến độ họ cũng không thể thoát được nghiệp lực tức thời của họ. Bạn nghĩ rằng mình khổ, hãy thử tìm xung quanh mình xem một người nào đó mà không có đau khổ. Làm gì có, trừ khi người đó là vô tri. Đã là con người, đã là chúng sanh là sẽ có khổ. Có thân là sẽ có bệnh, có sinh là sẽ có tử, có tiền rồi cũng sẽ hết. Sự khác nhau của sướng khổ là người khai ngộ, người tu tập, họ có thể chuyển hóa những nỗi khổ thành an lạc. Người mê lầm, họ chưa thoát khỏi ra được. Vậy điều gì khiến con người đau khổ? Có phải do nghiệp lực? Vâng, nghiệp lực là những sợi dây vô hình buộc chặt mỗi con người. Không ai có thể tháo gỡ chúng, giúp khỏi bạn. Chỉ có chính bạn dùng sự tu tập mới có thể thoát khỏi sự phiền não này. Vương quốc Bhutan là một nơi thuần Phật giáo. Họ tin vào nhân quả. Họ tin vào kiếp sống hiện tại, nếu chân thiện, kiếp sống sau sẽ có một cuộc đời tốt đẹp. Vì vậy, đối với họ, giá trị sống không phải là vật chất, không phải tranh đoạt, không phải những câu chuyện, những tin tức thị phi hay là về tội phạm. Đối với họ, vật chất đắt tiền và tin tức tiêu cực sẽ giết chết con người từ bên trong. Bhutan là một quốc gia thuộc miền đông dải Himalaya thuộc Nam Á, với khoảng 700.000 dân sinh sống. Phật giáo là quốc giáo của họ, phần lớn người dân của họ ăn chay, sống thanh tịnh và có nền tảng giáo dục vô cùng thiện lành. Tại đây không rượu bia, không thuốc lá, du khách nước ngoài cảm nhận về người dân tại đây rất là an lạc. Đối với họ, giáo dục là nền tảng gốc của đạo đức, không tham lam, không si mê vật chất, ngủ đủ giấc, chú trọng sức khỏe, hài lòng với những thứ mình đang có, vì được sống trên cõi đời đã là một sự hạnh phúc. Dù có mất mát vẫn nhẹ nhàng buông bỏ, không để nỗi sợ mất mát, nỗi sợ xuất hiện sẽ chiếm lấy không gian của niềm an lạc. Họ không giàu có mà còn khá nghèo về vật chất. GDP của họ, GDP đối với họ không hề quan trọng. Họ không có xe sang, không có nhà cao, không có cả những chiếc iPhone cũ, nhưng họ rất hạnh phúc. Nghe có vẻ vô lý, chẳng có gì làm sao lại hạnh phúc. Khải Toàn hướng dẫn một mẹo để bạn tìm ra người hạnh phúc. Đó là người có nét mặt rạng ngời, không tham sân si tranh đoạt, dễ tha thứ cho người khác, luôn biết bố thí thức ăn, bố thí lời nói động viên, bố thí nụ cười và bố thí lòng thông cảm. Hạnh phúc ở đâu mà có, phước báo từ đâu mà ra? Tất cả do chính bạn tạo tác ở đời quá khứ và cả đời này. Tham sân si còn được quy vào tam độc phiền não. Người không phiền não chẳng phải là người hạnh phúc hay sao? Người dân Bhutan họ không sở hữu vật dụng phương tiện hiện đại hay đắt tiền, không smartphone. 2/3 dân của họ ngủ hơn 8 giờ mỗi ngày. Với họ chẳng có ý nghĩa gì khi cực lực kiếm tiền rồi dùng tiền đó để chữa bệnh hay lấy lại sức khỏe. Cổ nhân nói có văn hóa tức có giáo dục tốt. Nếu được giáo dục tốt, tuy nghèo sẽ không nghèo quá ba đời. Tuy nghèo nhưng được giáo dục tốt sẽ được sự chân thiện. Giáo dục tốt là sự bồi dưỡng phước, là nền tảng cho con cháu cách tạo được phước đức. Ngược lại, con cháu không được giáo dục tốt, tuy giàu không thể giàu quá ba đời, trước sau gia vận sẽ suy bại, tổn giảm phước thôi. Tại vương quốc này,
giáo dục và y tế được nhà nước hỗ trợ tốt nhất có thể. Du khách cảm nhận người dân ở đây rất bình dị, cảm thông, dễ tha thứ. Những điều này chắc chắn rằng bạn phải được giáo dục tốt qua nhiều thế hệ mới có thể thấm nhuần. Bình dị, cảm thông, dễ tha thứ, tất cả điều ấy là chìa khóa của an lạc. Quan niệm của họ, muốn độ người khác trước tiên phải độ chính mình. Chính bản thân của mình phải biết cảm thông, tha thứ, ít muốn biết đủ mới có thể hạnh phúc và lan tỏa niềm hạnh phúc đến với những người khác. Có một ngạn ngữ, lấy càng nhiều thì có càng ít. Chính vì sự tham cầu, càng muốn có nhiều, càng nghĩ cách giữ và càng sợ mất. Lòng tham của con người như một chiếc bình không đáy. Người Hutan, họ hài lòng với những thứ mình có, ngay cả khi mất mát, họ vẫn lạc quan nghĩ rằng mất mát không có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là nỗi sợ. Khi lo sợ, không thể nào có được an lạc. Một người tinh tấn tu tập khi khai ngộ chẳng khác gì có được sự an lạc như người Hutan. Điều khác biệt là bạn phải trải qua gian khổ, trải qua khổ nạn, tu tập giác ngộ để chạm đến an lạc. Làm được điều ấy quả thật rất khó, vì ở quốc độ của bạn không được sự giáo dục thiện lành. Thông tin tiêu cực tràn đầy trên mạng, mạng xã hội, thông tin nào cũng quấy nhiễu. Tin thật, tin giả, tin thị phi, người khoe vật chất, những việc trên sẽ làm bạn 8 phần ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn. Tất thảy điều ấy là do nhân quả báo ứng. Từ quá khứ, từ đời trước, những người có cùng nghiệp lực sẽ sống cùng quốc gia, hay một gia đình là một sự cộng nghiệp chung. Mỗi cá thể là biệt nghiệp. Mỗi cá thể nếu tu tập có thể cải biến chính bản thân người đó, nhưng khó lòng thay đổi cả quốc gia. Thay đổi tư tưởng bản thân đã khó, thay đổi tư tưởng cả gia đình, cả một vùng lại càng khó hơn. Phải mất rất nhiều thời gian, mất nhiều đời. Nhưng ít nhất bạn muốn an lạc, bạn tu tập, bạn có thể thay đổi chính bạn trước, bạn độ chính bản thân mình trước. Muốn độ người khác phải độ chính mình. Đạo lý này nghe thì dễ, nhưng quả thật không dễ dàng thực hiện chút nào. Đến khi nào bạn chưa buông bỏ được tham sân si, tam độc này là ngạ quỷ luôn đi theo bạn. Bạn chưa buông bỏ được tham sân si thì có Phật Bồ Tát đến nói trực tiếp pháp cho bạn nghe, bạn cũng không thể khai ngộ được. Bạn nói rằng mình khổ, nói rằng mình bế tắc, không có lối thoát. Hãy ngồi xuống tĩnh tọa, nhắm mắt theo dõi hơi thở và quán tưởng xem ai đã đặt cái khổ vào trong lòng của bạn, ai đang chặn các lối thoát của bạn. Chẳng có ai cả, chẳng có ai buộc và đặt bạn vào đó cả. Thấy người khác thị phi, bạn nhập hội người thị phi, tạo thêm nghiệp bất thiện, dù việc làm này chẳng lợi lộc gì. Người khác bị vu oan, nếu bạn có lòng thông cảm sẽ an ủi họ vài câu, bản thân bạn giỏi lắm cũng chỉ là thay mặt tức giùm trong chốc lát. Nhưng khi người khác thị phi lên chính tên của bạn, bạn sân si mạn nghi, nổi trận lôi đình, tìm mọi cách minh oan cho mình và trả thù. Tại sao lại như vậy? Người thị phi người khác thì bạn không giận, vì bạn không nhận đó là mình. Đến khi chính bạn bị thị phi, bạn giận điên lên, vì bạn thừa nhận mình là người như thế. Nếu bạn không thừa nhận thì bạn không thể nào giận như vậy. Chẳng phải như trên Khải Toàn đã đề cập, nhận càng nhiều thì có càng ít. Người mà cái gì cũng muốn nhận vào lòng, muốn nhận vào tâm trí của chính mình thì chẳng khác gì một cái thùng rác chứa đầy những thứ không hay ho. Một vị theo dõi trên YouTube nhắn Zalo giải bài: gia đình mang nợ, dịch bệnh kinh tế lại khó khăn, cha già sức yếu, con cái ngay tuổi ăn tuổi học rất tốn tiền, chỉ còn cách bán nhà phố để mua nhà chung cư, đang thối chí và muốn nghe lời khai thị. Có thân sẽ có bệnh,
sinh già bệnh chết, ai nào tránh được khỏi. Kinh tế nếu khó khăn, vậy trước lúc khó khăn mình sẽ như thế nào? Có nhà to bán đi, mua nhà nhỏ lại tiếc. Nhưng quả báo ứng là gì? Có vay mới có nợ, có nợ thì phải trả. Giả dụ người khác vay, người thân vay mà bắt mình trả, thì hẳn bạn đã nợ người này. Nhiều người vẫn mang tư tưởng xem tuổi hợp vợ chồng, tuổi hợp con cái. Khải Toàn hoàn toàn không khuyến nghị việc này. Không duyên, không nợ, không thể là vợ chồng con cái. Nghịch duyên hay thuận duyên, duyên thiện hay là duyên bất thiện, khác nhau ở cái nhìn của người mê và người tỉnh. Rốt cuộc, muốn càng nhiều thì tâm càng thêm phiền não. Đừng hy vọng sẽ nhanh chóng thoát khỏi phiền não. Muốn thoát khổ, hãy tiêu trừ nghiệp chướng. Phải biết buông xả, phải biết sám hối, dần dần mới có thể đoạn trừ nghiệp lực trong quá khứ. Muốn đoạn trừ phiền não thì ít muốn biết đủ. Muốn con cái có hiếu, muốn chúng có một cuộc sống an lạc, bạn phải chú trọng đến sự giáo dục, bạn phải làm gương, bạn phải ít muốn biết đủ. Khi mê, bạn nghĩ rằng tôi phải như vậy, con cái của tôi phải được như thế kia. Thế là bạn phải lao nhọc cả một đời để làm việc, để trả nợ, trong tâm thái đầy phiền não, rồi than thở, than thân trách phận. Ví dụ những người dân Bhutan, họ sống đơn giản, không tham cầu vật chất, họ chú trọng vào giấc ngủ, họ chú trọng vào sự giáo dục, họ tin vào nhân quả, họ là những người ít phiền não. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng không có tiền mới khổ, vẫn nghĩ rằng số phận mình đầy xui xẻo, thì không một thần Phật nào có thể cứu giúp được bạn. Khi vận khí quá xấu, không nên vội nhờ phong thủy, cũng chẳng phải cúng kiến quỷ thần gì cả, càng không thể dùng cách tà ma, mà chính là tinh tấn tu tập, mở lòng bố thí giúp người. Mỗi ngày ngồi hành thiền, nghe pháp, đọc sách, tìm gặp các bậc thiện tri thức là cách giải hạn cho vận xấu. Nghiệp hết thì phước mới đến. Chưa đoạn trừ được tam độc tham sân si, chưa chí tâm sám hối thì làm sao có thể rửa được nghiệp tội? Chưa thể nào tiêu trừ được nghiệp chướng thì đừng nghĩ đến việc có phước huệ. Vài thiền ý gửi đến các bạn trợ duyên đến nay tham cầu sự khai ngộ cho những vị tự tu để bồi đắp phước đức. Có điều gì sai sót xin các vị mở lòng hoan hỷ. Vừa qua một người thầy phong thủy mở lời gặp mặt đàm luận về phong thủy và thiền định. Thầy Phùng Phương ở Hà Nội là một người được nhiều người mến mộ. Trong cuộc đàm luận này, Khải Toàn chia sẻ vài ý ngắn về các bước tịnh Phật. Nếu bạn dụng được năm đức tính của các vị Phật này, hẳn bạn là người có phước báo. Trước đó thầy Phùng Phương mở lời đặt hai bộ lịch phong thủy, Khải Toàn mở lòng tặng và thế là một mối nhân duyên mới được khởi. Vì thế duyên phận chính do con người tạo ra, người này muốn kết giao với người khác bèn chủ động cười và cất tiếng chào. Nếu suốt ngày mặt của bạn giữ gương mặt hình sự, làm sao có được những mối nhân duyên mới? Khải Toàn không vướng tâm cuộc gặp này là duyên lành hay duyên dữ, thuận duyên hay nghịch duyên cũng do cách cảm nhận riêng của mỗi người. Đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện, sau đó không bị cảnh biến thành trần. Tất cả những vị tài giỏi đều là bậc tri thức, nghĩ họ tốt thì tâm của mình dung dưỡng điều lành. Người gặp cảnh gặp sắc, gặp người có danh hay người đang đau khổ, sau đó không bị vướng vào tâm, là người ung dung tự tại. Cuộc gặp thầy Phương chỉ là một cảnh trong hàng trăm ngàn cảnh khác. Gặp người tri thức, được nói pháp là cơ hội khảo nghiệm khả năng tu tập của Khải Toàn. Khải Toàn không nhiều cảm hứng trò chuyện về phong thủy. Khá nhiều vị mở lời gặp chỉ về đàm luận về phong thủy hay là về vận mệnh. Khải Toàn luôn từ chối tế nhị, cho rằng bản thân học đạo còn kém.
Ngược lại, nếu bạn đang đau khổ, muốn tìm thiền định để tĩnh tâm, muốn nghe khai thị, Khải Toàn sẽ mở lòng trong điều kiện cho phép. Trong cuộc sống, người khiêm cung là người tu tập được pháp nhẫn nhịn. Xưa nay có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu ta biết nhường nhịn sẽ có nhiều khoảng trời rộng mở hơn. Với người đời, nhịn là một sự hèn nhát, nhịn là một điều xấu hổ. Nếu bí quá phải dùng 8-9 phần công lực để nhẫn nhịn. Họ luôn muốn mình là nhất, cái gì cũng muốn nhất, vì vậy dễ trở thành người đau khổ nhất. Người khai ngộ, người có lòng từ, người biết ứng dụng đạo lý là người được mọi người quý mến. Người biết tu không cần phải vận công, không cần vận một chút nội công nào cả, vẫn nhẹ nhàng nhường nhịn người khác, vì họ là người đã được khai thị. Thiệt thòi là phước, không phải là họa. Bạn nghĩ rằng bạn lớn hơn, chức bạn to hơn, bạn ngồi cao hơn, giàu có hơn, không chịu hạ mình trước người khác. Các bạn có thấy tư thế ngồi thiền như thế nào không? Đó là tư thế vững chãi nhất, an lạc nhất, vừa vững chãi vừa không thể nào bị té cả, vì ngồi sát mặt đất rồi. Bạn hãy thử nhớ lại những người bạn kính trọng. Kính trọng họ vì điều gì? Vì sao ta đánh giá một người qua nhân cách? Nhân là người, cách là sự thể hiện. Cách đối nhân xử thế, người biết kính trên nhường dưới, người biết nhường nhịn người khác, nhường nhịn mọi người bằng phong thái ung dung tự tại, quả là một bậc thiện tri thức. Người mở lòng mỉm cười chào người khác lại biết khiêm cung, dù sống bất cứ nơi nào với mọi người cũng được yêu thương và dễ đạt được điều phong thủy tốt, vì tâm lý là một loại phong thủy quan trọng nhất. Ở đời, bạn đối đãi nhẹ nhàng với người khác, dù người khác có nặng nhẹ như thế nào, bạn cũng thấy mình nhẹ. Nếu muốn đoạn trừ phiền não, đoạn trừ sự đối nghịch trong tâm trí của mình, phải biết buông xả cho lòng nhẹ nhàng hơn, cho lòng thanh tịnh. Đừng ôm những hòn đá phiền não, ôm những hòn đá phiền não vào lòng, bạn sẽ chìm xuống. Không ôm vào lòng những phiền não, khi ấy bạn sẽ nhẹ như mây. Bởi vì cái gì nhẹ thì bay lên, cái gì nặng thì chìm xuống. Khi tay của bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng sẽ dơ. Bạn cần nước để rửa sạch, cần xà phòng để rửa sạch hẳn. Khi tâm bạn dơ cũng y như vậy, tâm bị vấy bẩn bởi những phiền não, bởi cơm áo gạo tiền, bạn cũng phải rửa sạch tâm. Bằng cách nào? Bằng sám hối, sám hối tiêu trừ nghiệp tội, bằng nghe pháp, bằng trì giới, bằng tinh tấn thiền định. Ai cũng có nỗi khổ, đó chính là nghiệp lực, là những sợi dây thừng buộc chặt chúng ta, là những món nợ ta đã vay, vay của người khác trong đời quá khứ. Đời này họ đến để đòi nợ, bằng thân xác của chủ nợ, bằng hình hài của chính người thân làm ta đau khổ. Những món nợ ấy ta phải trả bằng sự chịu đựng, bằng tuổi thanh xuân, bằng tiền bạc và cả những niềm khoái lạc. Để tu tập được sự khiêm nhường, để đoạn trừ được phiền não, giảm đi nghiệp lực, bạn phải tu tâm dưỡng tánh. Bạn có thể xem thêm video Người không đạo tự tu để tìm hiểu thêm. Bạn muốn giàu có, muốn phát tài, muốn mình được may mắn. Khi không có được những danh văn lợi dưỡng ấy, bạn than thân trách phận, vì sao ông trời bất công? Vì sao nhiều người lại có phước báo rất lớn? Phước báo đến từ đâu? Họa phúc từ đâu mà ra? Đó chính là sự tu tập ở đời trước và cả những tạo tác trong đời này. Bạn có phước, bạn lại biết tu, phước sẽ bồi phước. Phước bạn mỏng thì bạn càng phải tu để giảm nghiệp, vì nghiệp hết phước mới đến. Trong bài này, Khải Toàn xin vấn đáp về người bình thường tự tu. Người biết tu tâm dưỡng tánh sẽ đoạn trừ được phiền não, tinh tấn tu tập, phước duyên sẽ gia tăng. Người bình thường tự tu như thế nào và tu thiền là gì?
thật sự không quá khó như bạn nghĩ. Khả năng Khải Toàn còn hạn chế, nếu có điều gì sai sót xin các vị mở lòng hoan hỷ và theo pháp y nghĩa bất y ngữ. Tu để làm gì? Người không đạo, không thờ phụng có tu được hay không? Tu để tỉnh thức, tu để đoạn trừ đau khổ, tu để bồi đắp phước huệ. Tu như thế nào, dùng phương pháp gì, tùy vào người lợi căn hay hạ căn. Có người chỉ nghe pháp, không đọc kinh, không ngồi thiền. Có người chỉ ngồi thiền, có người chỉ đọc kinh, tùy căn cơ và điều kiện mỗi người. Giả dụ cùng một bài toán, có người thích tìm hiểu từ sách vở, có người thích tìm hiểu từ mạng internet tìm kiếm. Người may mắn có được phước duyên, họ tìm người đúng chuyên môn để vấn đáp. Tất cả chỉ là phương tiện để có được kết quả tốt nhất. Vì vậy sự tu tập chú trọng về chất, không phải ở hình thức. Bạn tu sao có thể buông xả những chấp trước, mở lòng giúp người, không mong họ hồi đáp như thế nào. Không phải tu ở bàn thờ to, tượng Phật lớn, và càng không phải cúng kiến linh đình. Bạn từng nghĩ rằng mình sống tốt, không hại ai, không cần tu vẫn có một cuộc sống ung dung tự tại, không sợ trời, không sợ đất. Bạn nghĩ rằng mình sống tốt, giúp đỡ gia đình, có ăn chay, như vậy đã là tu. Nghĩ như vậy thì lý không thông mà tình cũng chẳng đặng. Đến một giai đoạn nào đó, sóng gió ập đến, bạn không biết cách tháo gỡ. Bạn chưa khai ngộ vì đời là vô thường. Có thân tức có bệnh, có già tức có chết. Còn sống là còn lo. Giả dụ bạn nói, tôi biết lái xe, tôi có thể tự đi. Dù bạn giỏi lái xe ra sao, bạn không được học luật đi đường ở nơi bạn muốn đến, không được chỉ dẫn nơi bạn tới, bạn không thể đến nơi dễ dàng và cả an toàn. Tu tập cũng thế, cần những vị thầy, cần những giáo pháp, cần tinh tấn, trì giới mới có thể chuyển hóa những nghiệp lực và cả sự khai ngộ. Bạn nghĩ rằng ăn chay là tu, giúp đỡ người thân là phước. Chưa hẳn như bạn nghĩ, việc ăn chay là một phương tiện phụ trợ giúp cho thân thanh tịnh, giảm đi sát sanh. Ăn cái gì, ăn ra sao là hình tướng, tu là ở tâm, không phải ở cái ăn. Việc giúp đỡ người thân là việc bạn phải trả những món nợ ở nghiệp duyên trong đời quá khứ, chưa hẳn là việc tạo phước báo. Đến khi nào bạn mở lòng giúp đỡ chúng sanh, không mong cầu hồi đáp, ví dụ cho thức ăn những người đang khó khăn, mở lòng giúp những người trước đây từng đối kỵ với chính bạn, không mong họ hồi đáp như thế nào. Làm được như vậy, xem ra bạn đã tu tập được pháp bố thí vô úy. Đến khi nào bạn độ được những người thân trong gia đình, mở lòng thông cảm với họ, dù họ có mắng có lừa bạn như thế nào, bạn cũng không oán trách họ. Để làm được những điều ấy, để có được tâm vô thái hư lượng châu xa giới, bạn phải có giáo pháp, bạn phải nghe hàng ngàn lời pháp thoại, tinh tấn thiền định và quán xét trong đời thường. Năm vị Phật Khải Toàn nêu trong video trước, Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh. Để đạt được tâm thái định tĩnh, bạn cần sự khai ngộ. Nếu hiểu được đời là vô thường, đừng chấp tướng, biết buông xả. Giả dụ trong nhà có một người luôn cáu gắt, bao năm qua bạn không thể độ được họ, hãy chấp nhận và cảm thông, vì người cáu gắt là người đang đau khổ. Buông xả ý niệm đi. Hãy buông xả ý niệm độ họ. Trước tiên bạn phải độ chính mình, giúp tâm thái mình có được sự định tĩnh. Hiểu được nghiệp lực của họ quá lớn, nhất thời không thể tiêu trừ, bạn phải tinh tấn thiền định để có được tâm ý an tĩnh. Cạnh bên là vị Quán Thế Âm, đại diện cho từ bi. Biết mở lòng giúp đỡ người khác là việc tạo phước. Người mà tính toán so đo thiệt hơn
là người tự làm tổn giảm phước chính mình. Người làm việc tốt không mong hồi đáp là người vừa tạo phước vừa tạo cho mình sự an lạc. Giả dụ bạn cho hay bạn tặng hay bạn cho mượn người mình thương yêu 9 đồng, bạn cho từ thiện 1 đồng. Cái 1 đồng nhỏ nhoi này giúp bạn an lạc vì bạn chẳng mong họ sẽ trả lại. Ngược lại, bạn dễ phiền não vì 9 đồng kia, bạn mong muốn họ biết ơn. Khi bạn khởi ý niệm, họ sẽ biết ơn, họ sẽ trả lại, tức đã tự ôm phiền não. Vì thế chẳng thể có được sự an lạc. Thi ân mà cầu báo là thi ân có mưu đồ. Vì vậy, cho đi trong nhẹ nhàng, bạn sẽ nhận lại được sự nhẹ nhàng, dù họ có dùng số tiền ấy làm việc gì đi chăng nữa. Họ dùng số tiền ấy cho việc bất thiện, bạn cũng không nặng lòng. Đó chính là tấm lòng của Bồ Tát. Đấy là vị đại thế chí, đại diện cho trí tuệ. Để mở lòng giúp người khác không mong cầu hồi đáp, bạn phải dùng trí tuệ. Để hiểu được người mình giúp, giúp lúc nào, nếu bạn giúp không đúng lúc, không đúng người, có thể hại họ. Giả dụ trong nhà bạn có một người mê lầm, xin tiền mượn tiền hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác, lừa dối tất cả mọi người để có tiền cung phụng cho ma quỷ. Người như vậy giống như một hố đen, một chiếc bình không đáy. Bạn có đổ vào bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của cải cũng không thể nào lấp đầy được. Vì đối với họ, họ chỉ còn hình tướng là người thân, linh hồn đã bán cho ma quỷ. Làm gì có người lại đi 5 lần 7 lượt lừa dối những người mình yêu thương. Vì thế, có lòng Bồ Tát nhưng thiếu sự định tĩnh, thiếu đi trí tuệ cũng không thể nào giúp được người khác. Vị ngoài cùng bên trái là vị Địa Tạng Vương, đại diện cho hạnh nguyện, đại diện cho kiên trì. Độ người khác bằng sự định tĩnh, bằng lòng bao dung, bằng trí tuệ vẫn chưa đủ. Bạn phải có lòng kiên trì, ngày qua ngày, qua bao năm tháng. Giả dụ bao năm nay, người thân hoặc đứa con của các vị không thể dạy bảo. Bạn phải hiểu rằng thân bằng quyến thuộc là nghiệp duyên. Con cái đến báo ân hay báo oán, đòi nợ hay trả nợ. Con của các vị luôn làm trái ý, làm trái với đạo lý, đó là đứa con liệt sanh, đến để đòi nợ. Bạn càng kiên trì để độ đứa con này. Người làm trái đạo lý, làm người khác đau khổ, nói lời khó nghe, chẳng khác nào một người đang đau khổ. Bạn khai ngộ được ý này, mở lòng phát nguyện giúp người thân sẽ giúp trong sự kiên trì. Ngài A Di Đà đại diện cho sự định tĩnh, ngài Quán Thế Âm đại diện cho từ bi, ngài Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ, ngài Địa Tạng Vương đại diện cho hạnh nguyện, vẫn chưa đủ. Dù có thể độ được họ nhưng vẫn chưa thể an lạc nếu thiếu đi sự hoan hỷ của ngài Di Lặc. Giả dụ vẫn đứa con liệt sanh ấy, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn món ăn ấy, nghe những lời khó nghe ấy. Nhưng nếu bạn chấp nhận thực tại, hiểu rằng có sinh có diệt, có sống là có lo, nhưng không phải lo năm lo bảy lo bò trắng răng, mà cái lo ở hiện tại, lo cái trong khả năng của mình, biết buông xả những thứ ngoài khả năng, bạn sẽ dễ mở lòng hoan hỷ. Người vui vẻ không ôm vào lòng những tiêu cực mà vẫn có thể giúp đỡ mọi người khác, đó chính là giúp đỡ chính mình, chính là người biết tu. Lại có người bảo, nó như thế này, nó như thế kia, làm sao tôi nhịn được. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, nhịn là một pháp tu, nhường nhịn thua thiệt là người được phước. Sáng dậy thu xếp mình gói, đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ, quét dọn nhà cửa, thấy cái gì bừa bộn thì dọn, thấy gì dơ thì lau, đó chính là tu. Không phải vừa làm vừa càm ràm,
thằng quỷ ở dơ quá, nói hoài không nghe. Sửa soạn quần áo, tóc tai chỉnh chu, dắt xe ra, lỡ có gặp một đống rác ai thả trước cửa cũng nhẹ nhàng dọn đi. Thấy hàng xóm láng giềng nên gật đầu chào và cười với họ, đó cũng chính là tu. Trên đường chạy xe, dù có lỡ va quẹt xe vẫn có thể nghĩ lạc quan rằng mình còn may mắn không bị nặng hơn. Nếu bạn sân si với người khác, hậu quả không biết sẽ ra sao. Nếu sân si với những lỗi phát sinh, bạn vô tình mang tiêu cực, mang bực dọc vào chính công ty của mình, mang theo về đến tận nhà, xả lên những người khác. Khi buông xả được những tiêu cực ngay tại chỗ ấy, tức là bạn cho mình cơ hội, cho mình cơ hội những phút giây còn lại về sau đó trong sự an lành. Tiếp theo, vào đến nơi làm việc, thấy một đồng nghiệp rất khó ưa, bạn sẽ lướt nhanh qua họ, thậm chí bắt gặp họ ngay tại thang máy, bạn ráng nở một nụ cười rất là gượng ép, là cách bạn tự làm khó chính mình. Ngay từ bây giờ, không chỉ ở công ty, bất kỳ nơi nào khác gặp những người khó ưa như vậy, bạn hãy gật đầu chào, nở một nụ cười hoa hậu thân thiện, mở lời hỏi thăm. Một vài lần chưa được thì trăm ngàn lần. Làm được việc ấy, mở lòng trước những người khó ưa, không chỉ mở lòng với họ mà là cách giúp bạn buông xả chính sự khó chịu khi gặp họ, là bạn tự giải thoát sự khó chịu cho chính bản thân mình. Đó chính là tu pháp từ bi. Bạn hãy nhớ lại thử xem, từ sáng sớm lúc đánh răng rửa mặt, đó chính là hành động làm sạch răng miệng, làm cho mặt đẹp hơn. Trước khi ra đường, chọn cho mình những bộ trang phục đẹp, đó chính là hành động làm dung mạo đẹp hơn. Thế thì tại sao lại tạo những hành động xấu xí, nói những lời bất thiện với người khác? Đẹp về diện mạo, đẹp về thân chỉ là cái đẹp giả tạm, đẹp về tâm ý là cái đẹp viên dung. Đến giờ ăn, ăn nhẹ nói khẽ, lỡ trong bữa ăn có món nào đó cảm thấy khó chịu, cũng cố lướt nhanh qua. Giả dụ có những người ghét ăn hành, ghét ăn tỏi, ăn giá, ăn đậu phộng hoặc là ghét ăn cay, lỡ những món ấy vô tình trong phần ăn của bạn, không nên vì thế mà cau có. Dù bạn có vui hay có giận thì bạn cũng phải ăn, sao lại không cố gắng ăn trong an lạc. Khi ăn, tập trung vào bữa ăn, đó gọi là ăn thiền. Đừng ăn trong sự tán loạn, miệng nhai miếng một, tai gấp miếng hai, mắt dán vào màn hình, tâm ý nghĩ đến điều khác. Khi làm việc thì không bị sao nhãng bởi những ngoại cảnh, bởi mạng xã hội, bởi lời khen, lời chơi, lời thị phi. Làm xong việc này mới qua việc khác, đó chính là làm việc thiền. Khi vô cớ bị người khác mắng, bạn phải định tâm, phải bình tĩnh xem lại cớ gì họ có hành động như vậy. Việc gì ta làm trong bình tĩnh, ý thức sáng suốt đều có thể giải quyết ổn thỏa. Làm việc gì đặt trọn tâm trí của mình vào việc ấy, làm trong sự định tĩnh, không vướng mắc với xung đột đã qua, không chấp tướng trước những việc không thể giải quyết, đó chính là tu thiền. Các vị nhà ở căn hộ, nhà ở chung cư, tránh làm tiếng động to lớn, cười nói to vào các giờ nghỉ ngơi, tránh làm phiền lòng người khác, chính là tu. Nghe lời bất thiện không bị vướng tâm, nghe khen cũng không bị vướng tâm, đó chính là tâm không phân tướng, không bị ô nhiễm bởi tham sân si. Khi tai bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng dơ theo. Bạn cần nước, cần xà phòng, cần khăn để rửa sạch. Khi tâm bạn dơ cũng y như vậy, tâm bị vấy bẩn bởi phiền não, bởi cơm áo gạo tiền, bởi nghiệp lực bạn đã tạo tác. Bạn cũng cần rửa sạch tâm. Rửa bằng cách sám hối tiêu trừ nghiệp tội, bằng nghe pháp, bằng đọc kinh, bằng nghe cả hàng ngàn pháp thoại, bằng trì giới, bằng tinh tấn thiền định.
ai cũng có nỗi khổ, đó chính là những nghiệp lực, là những sợi dây thần buộc chặt chúng ta, là những món nợ ta đã vay của người khác trong đời quá khứ, trong cuộc sống trước đây. Đời này họ đến để đòi nợ bằng thân xác của chủ nợ, của một người nào đó và cả chính những người thân làm ta đau khổ. Những món nợ này ta phải trả, trả bằng gì? Bằng sự chịu đựng, bằng tuổi thanh xuân, bằng cả tiền bạc và những niềm khoái lạc. Trước sám sau tu, để đoạn trừ phiền não, để có được tấm lòng rộng lớn. Tấm lòng rộng lớn dung chứa cả bầu trời, tâm vô thấy hư lượng châu xa giới, là người có tấm lòng rất rộng lớn, ôm cả những phiền não của người khác, chuyển hóa chúng thành an lạc. Là người không tính toán so đo thiệt hơn với người khác, hiểu được người khác hơn thì phước báo của chính họ, bản thân mình thiệt thòi. Thiệt thòi thì sao? Thiệt thòi là phước. Phật học là giáo pháp, học Phật là theo lời pháp ấy tu tập giúp giác ngộ. Phật là giác, Phật là người thầy. Khi bạn đứng trước tượng của Ngài, đừng cầu xin sự may mắn, đừng cầu xin được bình an, chỉ cần cầu nguyện, con nguyện cho con có tấm lòng như Phật là rất đủ. Bình an hay may mắn là do chính bạn. Phật không dùng thần thông, nếu Ngài mà dùng thần thông thì yêu ma linh giới cũng có thể dùng thần thông hóa thành Phật, dùng thần thông để lừa chính bạn. Vì thế Phật chỉ là người thầy, là hình tượng, là con đường tỉnh thức giúp bạn noi theo. Người biết đoạn ác tu thiện là người gieo hạt giống thiện lành vào chính tâm thức của chính mình. Đừng đổ lỗi cuộc đời bất công, đừng đổ lỗi người khác phải hại mình. Nếu bạn tinh tấn tu dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, linh thức của bạn đủ minh mẫn trước những sự đối nghịch trong tâm trí chính mình, bạn sẽ hiểu rằng người khác hại ta oán họ thì ta thiệt hơn. Người mà oán hận luôn nghĩ đến những sự trả thù, chỉ nhận lại sự oán giận. Người mà mang oán giận khi chết đi sẽ bị đọa xuống ba đường ác. Khi tinh tấn tu tâm dưỡng tánh sẽ không còn những nỗi oán giận ấy, sẽ không còn nuôi oán giận mà nuôi lòng từ. Nuôi cái gì mai sau nó sẽ lớn, đó là nhân nào quả ấy. Chỉ cần bạn theo năm pháp trên để tu tập, bạn theo pháp Ngài A Di Đà để có được sự định tĩnh, Ngài Quán Thế Âm để mở lòng từ bi, Ngài Đại Thế Chí để khai mở trí tuệ, Ngài Địa Tạng Vương để phát nguyện và Ngài Di Lặc để hoan hỷ. Có thể bạn cần nghe nhiều pháp thoại, bạn cần siêng năng thiền định, cần bố thí thức ăn, bố thí lời nói chân thiện, dần dần phước sẽ đến. Mỗi ngày từ sáng đến tối dùng sự định tĩnh của mình quán xét trong tất cả hành động, làm tròn làm tốt mà không vướng mắc, đó chính là tu thiền. Tu sao mà bạn cảm thấy nhìn chính mình trong gương thấy thần sắc của mình thật là tươi tốt. Tu được như vậy dù không cần ăn chay hay đi chùa vẫn theo lời Phật dạy, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.